họp cùng gia đình, gửi tới yêu thương cả mọi người. Sẽ háo hức cái niềm mong đợi về hội tụ cùng gia đình, về với người thân, cùng với gia đình, sum họp cùng bố mẹ, tranh thủ về với con với cháu, quay quần bên gia đình rồi đi thăm ông bà, thăm anh em bà con, chủ yếu là ở nhà bố mẹ. Đó chính là cha mẹ, gia đình, nhiều người đặc biệt nữa, các con tôi, đồng nghiệp của tôi, vợ và con tôi, các đồng nghiệp, vẫn là gia đình thôi. Quy tắc là của yêu thương. Tết là của yêu thương. Tết là của yêu thương. Tết là của yêu thương.